Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Do đây. Đến với video ngày hôm nay thì chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành. Okay luôn. Hôm nay thì mình đang đi ghép ngẫu nhiên đây. Cũng khá là lâu rồi mình chưa đi ghép ngẫu nhiên. Xạo chó. Hôm nay thì có ba bạn. Một bạn tên là Đăng Chờ. Một bạn tên là Trưởng Kai. Với lại... Ôi trời ơi. Chỉ ra mày chọn cái chết. Giật hết cả nửa mình. Bạn số 3 thì hơi khó dịch anh em ạ. Thôi thì có gì thì anh em tự dịch giúp mình nhá. Trên nhà này còn khá là nhiều người. Ít nhất là 2 người. Nhưng mà cứ từ thôi. Bò sữa kìa. Một bé bò sữa đi lạc. Trên kia có một người luôn. Một cái hàng rào thôi mà 2 người đứng liền. Các bạn ơi, có ai không cover cho mình với? Ê, chạy kìa. Bò sữa ơi. Chạy đâu bạn ơi? Chạy đi đâu bạn ơi, gục chưa? Chưa gục anh em ạ. Cứ tưởng là nhảy xuống gãy chân cơ nhưng mà không phải anh em ơi. Bây giờ mới xong. Nhưng mà tính ra là team này hơi nhọ nhỉ. Tự dưng cái vừa vào game nó bị lia rồi. Lia ngay đầu game. Thông thường thì ít khi nào có team nào bị lia ngay đầu game lắm. Thường thường là cứ bắn chết 3 là còn một là bạn ấy sẽ chạy, bạn ấy đi hồi sinh nhỉ. Quá chuẩn luôn. Nhưng mà ai dè đâu cái team này hơi nhọ. Vừa xuống nó bị lia rồi. Tính ra là trận đấu hôm nay mình ghép được cái team mà cũng tay khá là to ấy chứ. Quá là điều bình thường luôn. Không biết là lát nữa thế nào nhưng mà hiện tại thì tay các bạn khá to. Ok, bơm máu đã. Nãy giờ cứ chạy rồi quên mất. Hôm nay chơi game quá 180 phút rồi. Đâm ra là nó hơi ngao ngáo anh em ạ. Có gì để anh em thông cảm cho mình nhá. Đéo. Mình đang đi làm thử thách nhưng mà làm mãi không được. Thế là quay sang ghép ngẫu nhiên. Ghép thử trận coi như là xả xui luôn. Chứ đen quá anh em ơi. Anh em nhìn thế này chắc anh em cũng biết là mình đang đi làm thử thách gì rồi đúng không? Đấy, chỉ sử dụng một đồ màu đỏ đấy, top 1. Nhưng mà chưa xong. Có nhiều bạn yêu cầu quá. Ấy, có xe kìa. Từ từ anh em. Từ. Có xe là kiểu gì cũng có người. Mà có người là kiểu gì cũng có kill. Chỉ không biết là kill cho team mình hay là kill cho team địch thôi. Kìa, xe chạy kìa. Gần lắm anh em. Ô, team mình để yên á. Ôi giời ơi, mấy ông ơi. Bắn nhau đi. Chạy mất tiêu rồi. Cái xe có một người à? Tiếc thế nhờ. À, lại đảo lại à. Thì ra bạn lại chọn cái chết. Ok á. Xe nó đi hơi nhanh. Đâm ra bắn toàn trượt thôi. Nhưng mà không sao. Bạn ấy xuống xe rồi. Quanh đây thôi. Bình tĩnh nha. Có một người thôi đấy. Đó, vừa nói xong. Ok, không sao. Mày bắn gục rồi. Rồi, gạt đi. Cầm hai cái vector mà lại solo thua lực MP. Hiểu kiểu gì. Lạ thế nhỉ. Thông thường thì ở cái tầm gần đấy, thanh niên nào mà cầm hai cái vector là đúng bố đời luôn rồi. Nhưng mà anh chàng vừa rồi solo lại thua MP anh em ạ. Thấy lạ ghê luôn. Tại vì là hai cái vector là cái cây mà mạnh nhất trong vũ khí cận chiến rồi. Nếu mà cầm hai cây nếu mà để thua được. Mình vừa nghe thấy tiếng bước chân ở đâu đấy. À, Trang của chúng tôi à. Làm gì có cái bụi cỏ nào nằm ở đây. Đặc biệt là nó lại còn nhúc nhích nữa chứ. Mình xin. Nếu như mà anh em mà để ý thì gần như là tất cả những cái bụi cỏ ở trên cái đảo quân sự và đảo thiên đường đều bị xóa bỏ đi hết rồi. Nên là cứ nhìn thấy bụi cỏ là auto là người nhá. Anh em nhìn xem, làm gì trên map chúng ta còn bụi cỏ ở đâu. Nên là đừng có tưởng là bụi cỏ thật. Người hết đấy, kỹ năng nhân vật cũng không hết đấy. Rồi, bom keo rồi. Bên này có người này anh em ơi. Ai muốn có kill gì qua đây. Có một người thôi. À kìa, không lọt mới đau chứ. Được, mình sẽ khép góc qua bên này. Hy vọng là bạn ấy chưa biết. Vẫn chưa biết kìa, đang bắn hăng lắm. Một bé. Vẫn còn. Hai bé. Ba bé. Đúng là con trai của ta. Đâu, còn người nữa đâu. Hết chưa? Tưởng là còn bé nữa. Làm luôn cái highlight. Nhưng mà hơi trước anh em ạ. Thôi, bắn 3 cũng được rồi. Đồ khá là nhiều. Từ lưa luôn.
Đi anh em ơi, vào bo đi nào. Ủa, kéo trước mặt kìa. Úi, ai kéo mất rồi. Một. Bông kèo à? Bông kèo thì gạt thôi. Không biết là bên kia có mấy người, nhưng mà mình gạt được một rồi. Với lại ban nãy bị kẹt mất một kill. Đúng của mình nhỉ? Anh em sẵn sàng đi. Đục kèo cho. Đục kèo cái bắn luôn này. Á chạy kìa. Rồi xong. Mất tầm luôn rồi. Công anh em ơi. Hình như là có một người thôi sao ấy. Phía xa xa mình thấy con Monster chắc rồi. Không ổn rồi anh em ạ. Thôi khỏi lùa đi. À, tướng chạy rồi. Hóa ra là chưa chạy. Một viên vào đầu ra anh em ơi. Ủa ơi, phía sau này có người nữa này. Hy vọng là bạn số 3 sẽ qua bên kia giải quyết được anh chàng đó. Bên đây yếu lắm rồi. Bắn một viên vào đầu rồi mà. Cố lên anh em ơi, cố lên. Gục giờ này xa lắm, không cứu được đâu. Rồi hay. Bạn số 3 ghi điểm rồi nha. Bên này còn một người nữa. Mình có 14 xu. Bo này thì may ra còn cứu được. Chứ vào bo trong là hơi khó đấy. Tại vì cái điểm mua đồ nó dưới thung lũng mà. Bo sau nó thu qua mất rồi. Ở trên có một team 3 người. Từ từ đã. Lút chút đồ xong rồi mình sẽ lên. Ủa, anh chàng bên kia vẫn còn cơ à? Yếu. Ok Lia. Gục một. Có hai người bạn thú ơi. Ok gạt một. Ui, còn hai người nữa cơ à? Đóng thế. Từ từ nha. Cái team phía sau khá là đông. Nào chờ thôi. Kiểu gì thì kiểu các bạn ấy, chẳng phải chạy bo. Có team khác tràn đến này kìa. Nhanh thế không biết. Nghe tiếng súng cái là đến ăn hôi liền. Đến đây mà ăn hôi. Một yếu nha. Rồi, chờ nô xong rồi đấy. Gục một. Ok xong một. Vẫn còn ba người cơ à. Có người móc này em ơi. Móc đi đâu? Chẳng móc đi đâu. Nào ra đây. Ra đây mà móc này. Ra đây mà móc mình này. Móc tìm mình nhỉ. Rồi còn hai thôi. Cố lên anh em ơi. Một người bị giết rồi kìa. Yến Nhi giết anh em ạ. Con gái à. Tuyệt vời. Đó, nấp ở trong đó mà chơi. Năm máu một phát. Chán chưa. Ok Lia. Sau mình có người. Đâu nhở? Có tiếng bước chân mà. À đây rồi. Hai cái vét to. Mình lại sợ bạn ấy quá. Đau rồi nha. Ây à, đau rồi nha. Ok gục rồi. Vét to với mình này. Mình xin nha. Ok à. Sao team mình cứ lâu lâu lại gục một người thế nhở? Bỏ đi bạn số 3 ơi. Bo rồi. Vào bo đã xong tính tiếp. Bo này đau lắm. Chúng ta cần 7 người. Trừ team mình ra là còn 5 người nữa. Vậy là còn tầm 2 team nữa anh em ạ. Ban nãy hơi tiếc. Chứ mình đang nhiều xu. Có cái máy bán hàng này có phải là ngon không? Cứu được thêm vài người đồng đội. Nhưng mà tiếc là lại không có chỗ bán hàng. Có xu mà không có máy thì cũng như không mà thôi. Bên kia có người. Bò tới luôn rồi. Không có chạy bo nhở? À thì ra là bạn ấy chạy trước rồi anh em ạ. Trên nhà đá lại có một team nữa. Pha này có vẻ căng đấy. Cái team bên nhà đá chiếm một cái nơi đẹp thế. Còn 6 người. Lơ nga lơ ngơ lại còn hai người team mình với lại một team 4 người ấy chứ. Rồi không trúng rồi. Các bạn chạy hết rồi anh em ơi. Kìa thấy rồi. Một người. Hai người. Ơ kìa. Đồng đội ơi là đồng đội ơi. Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà gục thế này là dở rồi.
Thôi. Xong luôn. Không làm gì được anh em ạ. Đã tìm 3 người xong lại còn dính ngay một quả choáng nữa thì làm gì được nữa. Đen quá, đồng đội mình không kết sớm phải ngon được không? Ok. Như vậy là trận đấu của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ đến với chương trình Hãy comment đi và gió sẽ trả lời. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Tú Nguyễn. Bạn hỏi rằng là một tháng làm YouTube của anh Gió được bao nhiêu tiền vậy? Ok, thì cái này mình cũng không giấu anh em làm gì. Thì mình sẽ cho anh em một cái ảnh và anh em xem là anh em sẽ thấy nhá. Đó, thu nhập trên YouTube hiện tại của mình đang là khoảng tầm 237 đô. Đó, anh em chỉ cần nhân với lại cái tỷ giá đô hiện tại là sẽ ra thôi. Anh em thấy ít đúng không? Có hai lý do. Một là tiền đến từ view. Và view thì anh em nhìn kênh của mình anh em biết rồi. Hiện tại thì kênh của mình view nó không nhiều. Cái thứ hai là tiền đến từ những cái quảng cáo mà người ta chèn vào video. Thì nếu như bạn nào mà tinh ý ấy, thì anh em sẽ để ý rằng là video của mình ấy không có quảng cáo ở đầu video. Tức là khi mà anh em bắt đầu xem một cái video nào đó trên YouTube thì thường nó sẽ hiện lên hai quảng cáo liên tục đúng không? Và cái quảng cáo đấy nó không bỏ qua được. Đó. Mình là cũng là một người xem YouTube nên là nhiều khi mình thấy những cái video kiểu như là hai cái quảng cáo ở đầu video như vậy ấy, khó chịu lắm anh em. Nên là thôi, mình quyết định là mình xem còn khó chịu thì huống gì người khác xem. Nên là mình quyết định là video của mình thì mình sẽ bỏ quảng cáo ở đầu game. Còn những cái quảng cáo ở giữa game thì tất nhiên rồi, anh em có gì thông cảm cho mình nhá. Tại vì nó là nguồn thu nhập của mình mà. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Quyên Đinh. Đình Quyên à, hợp lý hơn đấy nhỉ. Rồi bạn ấy hỏi là anh Gió sao không lấy vợ đi anh. Thì đầu tiên là chúc em có một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Còn cái việc lấy vợ hay không thì còn phải tùy thuộc vào vợ nữa chứ. Ví dụ như là người ta có đồng ý lấy mình hay không, chứ đâu có phải là cứ muốn lấy là lấy được đâu. Cứ muốn mà lấy được thì có mà làm gì có người ế, đúng không? Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Tâm Nguyễn. Nguyễn Tâm, chúc anh Gió buổi tối vui vẻ. Anh làm YouTube lúc anh được bao nhiêu tuổi vậy anh Gió? Thì chúc em buổi tối vui vẻ nhá. Mình làm YouTube bắt đầu từ năm 2017 và mình sinh năm 1995. Nếu như mà không tính tuổi mụ thì mình làm YouTube năm 22 tuổi nhá. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Ngọc Đào luôn vui vẻ. Một cái comment hơi dài, like thứ 40. Em có câu hỏi đã thắc mắc từ lâu. Nếu như anh bị bắt phải bỏ game và phải đi làm ở nơi khác thì anh Gió có đồng ý đi không? Chúc anh Gió có một buổi tối thật là tốt lành nha. Câu hỏi này thì nó cũng hơi khó. Không biết là bạn ấy đang hỏi riêng mình hay là bạn ấy đang hỏi mình. Nhưng mà bạn đang muốn nghe lời khuyên từ mình. Thực ra thì nếu như mà là mình nha, thì đương nhiên rồi, không ai bắt mình bỏ game được. Tại vì giờ nó là nghề của mình rồi. Nó là nghề kiếm ra tiền của mình rồi. Mình có thể nuôi sống gia đình bằng cái game và bằng cái nghề này. Nên là chẳng ai bắt ép được mình. Đó. Còn nếu như mà em muốn nghe lời khuyên thì trước tiên là phải xét về khía cạnh game đã. Game nó mang lại cho em những gì và nó lấy đi những gì của em. Nó có lợi hay nó có hại. Nếu như mà bị bắt bỏ game ấy thì chắc chắn mình nghĩ là ba mẹ hoặc gia đình bắt bỏ game và bắt phải đi nơi khác làm thì chắc chắn là cái game đấy nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống của em. Nên là em hãy cân nhắc lại việc chơi game ít lại một chút và chăm lo cho cuộc sống nhiều hơn. Câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay đến từ bạn Gấu Bé. Bạn ấy hỏi là anh Gió làm thử thách chỉ dùng đồ màu xanh lá trong chế độ sinh tồn đi anh. Ok, mai có liền. Rồi, chương trình hãy comment đi và Gió sẽ trả lời ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như mà anh em có bất kỳ câu hỏi gì muốn đặt ra cho Gió thì anh em cứ comment xuống bên dưới nha. 5 bạn comment hay nhất và được nhiều like nhất thì mình sẽ trả lời vào video ngày hôm sau. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!